kính chào quý khán giả đang đến với thời lượng dành cho bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền hình đồng nai thưa quý vị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho biết Nga và Venezuela sẽ tăng cường hợp tác sản xuất dầu mỏ và phát triển các cơ sở khí đốt cũng như nhiều dự án khác. Phát biểu khi đang ở thăm Venezuela, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, Chúng tôi có nhiều dự án được lên kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, phát triển các mỏ khí đốt, các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế và dược phẩm, truyền thông, không gian và công nghệ mới. Trong những lĩnh vực đó, chúng tôi sẽ tăng cường khối lượng và tốc độ hợp tác, tiếp tục tích cực sử dụng những cơ chế hiện hành cho mục đích này, bao gồm cả một ủy ban liên chính phủ cấp cao. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga và Venezuela đã nhất trí các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ của giới doanh nghiệp. Cơ quan báo chí của chính phủ Ukraine hôm qua cho biết Ngân hàng Thế giới WB và nước này đã nhất trí về chương trình đặc biệt nhằm ứng phó với những thách thức và phục hồi Ukraine, qua đó giúp chính quyền Kiev nhận được khoản tài trợ lên tới 6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Ukraine Denis Mihol cho biết nguồn tài trợ sẽ được huy động thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã hội và hạ tầng giao thông ở Ukraine. Chương trình dự kiến sẽ được thông qua và khởi động trong năm nay. Ngoài ra, Ukraine sẽ thực hiện các dự án chung với VKP về tái thiết ngành năng lượng, bao gồm vấn đề hệ thống sưởi cũng như ngành giao thông và y tế. Tổng giá trị các dự án trên ước tính hơn 1,45 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, kết quả cuộc khảo sát hàng tháng của Reuters Tankan được công bố hôm nay cho thấy các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản vẫn tỏ ra bi quan trong tháng 4 do lo ngại chi phí nguyên vật liệu tăng cao tác động tới sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Reuters Tankan đã khảo sát 493 công ty phi tài chính lớn tại Nhật Bản. Khoảng 240 công ty đã trả lời trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 4 với điều kiện giấu tên. Kết quả khảo sát phù hợp với kết quả cuộc khảo sát Thanh Khan, hàng quý của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ được công bố hôm 3 tháng 4, cho thấy chỉ số niềm tin của các nhà sản xuất lớn tiếp tục ảm đạm trong quý thứ năm liên tiếp. Kết quả khảo sát, niềm tin các nhà sản xuất Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi chi phí, nguyên liệu thu và các nguyên vật liệu khác, năng lượng và thức ăn hỗn hợp tăng cao. Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp cắt giảm thuế nhiên liệu cho đến cuối tháng 8, thay vì kết thúc trong tháng này. Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố vào hôm qua rằng bất chấp những lo ngại về doanh thu thuế của chính phủ vốn đã ghi nhận mức giảm lớn nhất từ trước đến nay vào đầu năm nay, họ đã quyết định tiếp tục các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho sinh kế của người dân. Bộ nói thêm rằng thông báo gần đây của OPEC cộng về việc cắt giảm sản lượng đã được xem xét. Với giá dầu đạt mức cao kỷ lục trên toàn thế giới vào năm ngoái, Hàn Quốc đã đưa ra biện pháp tạm thời về nhiên liệu trong thời gian gia hạn cắt giảm thuế đối với xăng với mức 25%, trong khi tỷ lệ đối với dầu diesel không đổi ở mức 37%. Thưa quý vị, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC hôm nay đã ủy quyền cho One Start Airway và chi nhánh của hãng là Jetstar Airway tiếp tục duy trì hai liên danh của Jetstar châu Á gồm Jetstar Asia và Jetstar Japan thêm 5 năm. ACCC trước đây đã cấp phép tạm thời cho Jetstar Airway cho biết sự phối hợp liên tục cho phép Jetstar hoạt động như một tổ chức tích hợp đầy đủ duy nhất về các vấn đề như lên lịch chuyến bay, bán hàng và tiếp thị cũng như định giá. Cơ quan quản lý cũng cho biết việc ủy quyền cũng cho phép tiếp tục phối hợp giữa Jetstar Japan và Japan Airlines trong một số trường hợp nhất định. Trong một tuyên bố, ủy viên ACCC Anna Bartke nhấn mạnh ủy ban này tin rằng sự phối hợp có thể mang lại lợi ích chung bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm, dịch vụ nâng cao và thời gian bay thuận tiện hơn. ASML Holding, nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất chip máy tính, hôm nay công bố báo cáo doanh thu quý 1 2023 theo báo cáo, thu nhập quý 1 của hãng đạt 1,96 tỷ euro, tương đương với khoảng 2,15 tỷ đô la Mỹ, trên doanh thu 6,74 tỷ euro, vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích trước đó dự báo lợi nhuận ròng trong 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của ASML Holding là 1,62 tỷ euro trên doanh thu 6,31 tỷ euro. Cùng kỳ năm trước, ASML có lãi ròng 695 triệu euro trên doanh thu 3,53 tỷ euro. Thưa quý vị, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên hôm qua khi tốc độ của mùa báo cáo thu nhập ở nước này tăng lên và các nhà giao dịch chuyển trọng tâm từ căng thẳng ngân hàng Mỹ sang kỳ vọng về một đỉnh sắp xảy ra trong chu kỳ lãi suất của cuộc dự trữ liên bang Fed. Tại Phú Quân, doanh thu quý 1 giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ của Goldman Sachs, khiến cổ phiếu của ngân hàng này giảm 1,7% cùng phiên cổ phiếu Johnson Johnson cũng giảm 2,81%. Các mức giảm này đã đè nặng lên Dow Jones, khiến chỉ số này giảm 0,03% trong phiên hôm qua. Cùng phiên Nasdaq Composite giảm 0,04%, còn S&P 500 tăng 0,09%. Nhận định về nguyên nhân khi thị trường Mỹ gần như đi ngang, ông Randy Federick, giám đốc điều hành, giao dịch và các công cụ phái sinh tại Chart Wrap ở Austin, Texas cho biết, Mùa công bố thu nhập cho đến nay có những con số thực sự tốt hơn mong đợi về cả thu nhập và doanh thu, tuy nhiên kết quả không ngoại ngục và có thể mức kỳ vọng được đặt là khá thấp. Trong khi đó, công cụ theo dõi Fed của tập đoàn CME cho rằng, các nhà đầu tư đã chuyển sự tập trung vào thu nhập của các công ty sang theo dõi hoạt động của Fed, với việc giới phân tích dự báo 83% khả năng tổ chức này sẽ tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 5. Diễn biến này đến sau khi Chủ tịch Fed Sam Louis, ông James Bullard, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào hôm qua rằng Fed nên tiếp tục tăng lãi suất vì dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát dai dẳng trong một nền kinh tế có khả năng tiếp tục tăng. Ông Bula cũng phản ánh quan điểm cho rằng Mỹ đang hướng tới một cuộc khủng hoảng ngân hàng suy thoái hoặc cả hai trong tương lai gần, ông nói. "Phú Quân rất quan tâm đến ý tưởng rằng sẽ có một cuộc suy thoái trong 6 tháng nữa hoặc đại loại thế, nhưng đó không thực sự là điều bạn có thể rút ra từ các tài liệu mở rộng. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Rafael Bostic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng Fed rất có thể chỉ còn một đợt tăng lãi suất nữa ở phía trước, ông nói. Một động thái nữa là đủ để chúng tôi lùi lại một bước và xem chính sách của chúng tôi đang vận hành như thế nào trong nền kinh tế. Bà Kathleen Hay, chuyên gia phân tích của Lumber, cho rằng từ phát biểu của ông Bostic, Phố cho rằng có thể trong cuộc họp chính sắp tới, Fed sẽ tăng 0,25%, qua đó đưa lãi suất cơ bản lên khoảng 5 đến 5,5% và thị trường nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Theo bà Kaplan, khi ông Bostic nói rằng nền kinh tế đang hoạt động mạnh mẽ thì dường như ông cũng mở ra cơ hội cho việc giảm thiểu rủi ro suy thoái. Giá vàng tăng trở lại trên mốc 2.000 đô la Mỹ một ao vào phiên hôm qua khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu giảm kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.005,41 đô la Mỹ một ao. Hợp đồng vàng tương lai tăng 0,06% lên 2.019,7 đô la Mỹ một ao. Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi ngang trước dữ liệu kinh tế Trung Quốc tích cực. Chốt phiên, hợp đồng dầu Brent tăng 0,01% lên 85,25 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu WTI tăng 0,04% lên 80,86 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, nền kinh tế Trung Quốc trong quý đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, báo hiệu rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang vững chắc trên con đường phục hồi từ những tác động của đại dịch Covid. Theo giới phân tích, dữ liệu kinh tế chính thức khác được công bố vào hôm qua cũng đã củng cố các dấu hiệu về xu hướng đi lên của nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 1 2023 của Trung Quốc tăng 4,5% đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích. Bước nhảy vọt được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong chi tiêu của người tiêu dùng, một người tiêu dùng cho biết. Trong thời kỳ đại dịch, việc đi mua sắm ở cửa hàng hay trực tuyến đều không dễ dàng, nhưng năm nay mọi người lại có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nơi cuộc sống thuận tiện hơn rất nhiều. GDP Trung Quốc vẫn chưa đạt được tốc độ như chính phủ nước này đề ra là 5%, khi sản lượng của nhà máy chậm hơn so với dự kiến, đầu tư bất động sản bị thu hẹp và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ tăng lên mức cao gần kỷ lục. Chính phủ Trung Quốc dự báo rằng tăng trưởng sẽ tăng tốc trong 3 tháng tới, nhưng các quan chức nói rằng nền tảng cho sự phục hồi vẫn chưa vững chắc khi vẫn còn những lo ngại về nhu cầu trong nước và cũng vẫn còn điều mà họ gọi là môi trường quốc tế phức tạp. Các nhà kinh tế nói rằng một trong những điều phức tạp đó là mối quan hệ của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Bà Đan Quanh, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Hansen Trung Quốc cho biết Trung Quốc muốn thực hiện quá trình chuyển đổi sang phát triển dựa trên đổi mới, tự động hóa nhiều hơn và sử dụng nhiều robot công nghiệp hơn, và điều đó đòi hỏi một lượng lớn chip và các sản phẩm công nghệ cao khác. Nhưng mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ sẽ không sớm trở nên tốt hơn, và nhiều lệnh cấm xuất khẩu hơn sẽ gây áp lực đáng kể cho ngành sản xuất của Trung Quốc nói chung. Mối quan tâm về địa chính trị đã khiến Apple giảm sự phụ thuộc vào sản xuất của Trung Quốc trong năm nay và tăng hoạt động tại Ấn Độ. Với phân tích cho rằng cũng như Apple, nhiều công ty đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, nhưng ít công ty sẵn sàng từ bỏ Trung Quốc hoàn toàn. Nguyên nhân, theo ông Yan Quan, nhà phân tích cấp cao tại Cotaboy là vì nếu xem xét bản cân đối kế toán và các nguồn thu nhập thực sự từ Trung Quốc và bán sang Trung Quốc, thì thị trường này vẫn có chuyển vọng rất hấp dẫn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Trung Quốc sẽ là nước đóng góp hàng đầu cho tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới và IMF hy vọng Trung Quốc sẽ chiếm hơn 1 phần 5 GDP toàn thế giới trong thời gian đó vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền hình đồng nai